Chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem anh thợ lên hạ cây dừa đó các bạn. Cây dừa sát dưới nhà nè. Và cây dừa này nó rất là cong luôn nha. Đó các bạn thấy cây dừa nó cong, nó ngã vô trong cái nóc nhà nè. Giờ để thể cho anh thợ này anh lên anh xử lý như thế nào nha. Đó bây giờ anh đang leo lên đó các bạn. Cây dừa này cũng khá là cao luôn mà nó cũng còn rất là nhiều trái luôn nha các bạn. Người ta sợ là nó bị rụng trái lên nóc nhà đó, người ta bắt buộc ta phải mướn anh thợ cưa bỏ cây dừa các bạn. Bây giờ anh lên tới trên đó rồi các bạn ơi. Cây dừa này khá là còn nhiều trái luôn nha. Cây dừa này còn nhiều trái quá các bạn mà nó sợ nó rụng trái lên nóc nhà đó, người ta mướn anh thợ cắt bỏ cây dừa luôn các bạn. Đó, giờ anh đang leo lên cây dừa này khá cao luôn các bạn ơi. Có thể là bây giờ là có thể ảnh lên ngọn hay là gì đây các bạn ơi, mình độ vậy thôi chứ không biết ảnh có lên ngọn hay không nữa nha. Bây giờ ảnh đang lên tới ngọn rồi đó các bạn. Rồi anh có leo lên trên rồi à, anh leo lên trên luôn rồi các bạn ơi. Có thể là anh leo lên trên anh cắt tàu hết. Đó bây giờ anh đang kéo cái máy cưa lên đó các bạn, cái máy cưa còn chạy bạch bạch luôn kìa. À, anh lên tới ngọn rồi. Anh đang di chuyển qua mấy bên kia hay gì đây. À, anh đang cột cái quầy dừa anh thả xuống các bạn ơi. Ê, hơi rụng vài trái. Hên, không có lọt nóc nhà. Rụng vài trái. Thì bởi vì cái quầy dừa đó nó văng ra rụng vài trái các bạn. Đó, rồi anh thả cái quầy dừa xuống đó. Cái dừa khá là cao luôn nha các bạn. Anh cắt từ lá xuống mắc dục ra ngoài các bạn chứ không có thuôn tuồn xuống được, bị gì thuôn tuồn xuống nằm trên đó. Được rồi, vậy cũng được. Cây dừa khá cao luôn các bạn ơi. Đó, anh làm hết cái ngọn rồi đó các bạn ơi. Bây giờ là có thể là anh xuống
anh bấm ngang chỗ cái cổ dừa đó hay gì đó nghe, để coi cái anh xử lý sao đây. Cây dừa mình thấy đứng cái chỗ nó quạt luôn các bạn. Đó, bây giờ anh đang có thể là anh tụt xuống hay là anh cưa nữa đây. Mình thấy cái dừa nó còn một quầy các bạn. Một quầy dừa, chắc cái độ với quầy dừa đó, quầy dừa nhỏ. À, anh móc cái máy vô trong cái gọng dây rồi bắt đầu là anh tụt xuống cái gì đây nha. Đó, anh đang tụt xuống đó các bạn. Trời ơi, cái máy treo toàn tan luôn kìa. Đó. Có thể là anh cắt ngang đó hay gì đó nghe. Ê, ê. Thôi rồi. Cái dằn tung té luôn các bạn ơi. Chưa tính ông cắt. Ơi. Đó giờ có thể giờ tính anh tuột xuống anh hạ nửa cây đây nha các bạn. Cây này nó cũng còn dài nha. Hạ nửa cây gịch ghê gỡ ngược cao bên này mới được các bạn ơi. Đó, có thể là anh ở chỗ đó hay gì đó nghe các bạn. Đó, bây giờ anh ở chỗ đó anh cắt ngang chỗ đó đó các bạn. Ê!
không các bạn? Tránh một cái nhà rất là an toàn các bạn ơi. Rồi giờ bắt đầu là ảnh tuột xuống, ảnh hạ gốc luôn nha. Rất là lẹ luôn các bạn ơi. Thôi mình kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn.